Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã đến với channel của mình. Và mình là Tùng. Thì ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục đi làm video anh em ạ. Mình là cái nã con gà. Đấy. Thì nói chung là có như anh em bảo là cứ gọi lóng kê cho nó sang, nó đúng. Mình thì cứ nốt ná lên con gà cho nó nhanh lên anh em ạ. Đấy. Cái phóng nã này chỉ chắc là cầm rất là ok nha anh em. Con thún ở đây là mình sử dụng thún hổ trắng. Và đặc biệt video trước thì mình cũng đã giới thiệu đến với anh em là thún Super Hunter. Đây. Đây là thún Super Hunter nha anh em. Mình đã nhập về và đã test rất là ok anh em ạ. Anh em nào muốn trải nghiệm thún này á thì là liên hệ mình nhá để trải nghiệm nhá. Nói chung là thún này kéo rất là êm anh em ạ. Quan trọng mình cạp lực thún thôi, nhưng mà cái thún này cùng với thún hổ trắng này á, nếu mà cùng khổ thún á 140 á thì là thún này nó nhẹ hơn anh em nhá. Kéo nó êm hơn, nó cho lực rút rất là tốt. Đấy, anh em nào mà tay mà muốn kéo mà êm mại mà cân gia tốc tốt thì là thún này là sự lựa chọn nhé. Còn mình thì thích cái tay của mình to anh em ạ. Thích kéo lực thún cho nó nặng anh em ạ. Thì là hổ trắng, mình sử dụng chuyên hổ trắng. Chúng là rất là đâm tay anh em ạ. Có nhiều anh em trải nghiệm nó thì cũng cho phản hồi rất là tốt. Đấy. Mình sẽ test cho anh em xem độ co giãn của thú này luôn. Mình sẽ kéo cái thử độ giãn dây của nó 1 cm giãn là bao nhiêu nhá. 4 anh em ạ. Giãn từ 4 thôi anh em ạ. Tới ngang này là đựng thú này. Đấy. Còn cái ống Super Hunter này thì là 4,5. Đấy. Anh em thấy không? 4,5 kéo rất là êm luôn. Đồ rụt của nó rất là tốt nha anh em. Đấy, đó là mình vừa tải đồ dàn giấy nha anh em. Chúng là hổ trắng là nó 1 cm kéo ra 4 cm là đựng thú rồi. Còn Super Hunter thì là 1 cm kéo ra là được 4,5 anh em ạ. Còn thún thì loài nào cũng vậy thôi. Đồ bên nó có rất đồ đàn thôi và đồ bên rất là quan trọng. Như thún này thì mình đánh giá nếu mà đồ bên thì không phải chế được nha anh em, không thể chế được. Đồ bên mình đã đi test rồi. Nhưng mà mình thì cá nhân mình thì thích dùng thún mà kéo cho nó lực tí giống như hổ trắng này á anh em ạ. Kéo cho lực tay cho nó sướng anh em ạ, sướng tay. Đấy, còn lại anh em nào muốn nhẹ nhàng mà gia tốc đường đàn đi lướt thì đây là sự lựa chọn cho anh em. Ok nha anh em, đấy là hai khổ thún cùng mình buộc như nhau. Đây là khổ 19-13-140 nha anh em. Đấy. Nói chung là mình dùng hồ trắng thì mình thấy là cái đồ đựng thú nên đựng thú tốt hơn. Còn đồ bên thì thằng này nó trung luôn anh em ạ. Bạn cho nó đứt thì lâu thật. Rất là nặng. Tại mình khỏe nữa, thích bạo lực anh em ạ. Đây là Super Hunter. Con co nó cũng tâm ngắn đẩy thôi nè. Đúng là anh em phải tập cho mình một cái kỹ năng nhé nè. Thì cái đó anh em sẽ sang hiệu quả hơn. Đấy, bây giờ thì mình cũng giờ mình sẽ sang nhà công để chở công đi tết nha anh em. Hôm nay thì công nã thủ công sẽ tết thún cho anh em xem nha. Mình chỉ có lắp tay xế thôi anh em ạ. Hôm nay cũng lâu ngày cho công bán thoải mái. Anh em cùng theo dõi hành trình của hai anh em nhá. Anh em có nhu cầu mua thún nã thì liên hệ ủng hộ mình vậy nhá. Còn thún thì cơ bản mình cũng tết sơ qua như vậy cho anh em để anh em hiểu về cái chất lượng của thún này. Nói chung là 1910 anh em ạ. Ok nha anh em.
đang lướt, đang lướt báo có chồng rồi. Thế cái nào đây anh em? Thôn Super Hữu Tín nha anh em, không chậm sâu lắm nha anh em. Nhanh 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 nhanh. Được đàn bay rất là giá tốc, rất là cho giá tốc rất là mạnh thế nào. Nhựa người. Mập phải. Anh em thấy nó đang hôi đã. Wow, con to béo thế. Hả? Mình góc đấy má. Cỏ nhé, tiếp tục nhá, nắm lên cỏ ý em ạ. Không không không. Chờ rồi. Không không không. Chờ rồi. Đó, chạy chứ được rồi, chạy chứ được rồi. Mày quay đúng lúc luôn. À, đúng, đúng, đúng. Đi vô đi, vô đừng 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 đi không chân lai nhặt can đấy. Đây đây đây. Đừng đấy là nó thấy đó đó. Đấy. Đây tới đoạn này. Đó. Dừng chân á. Đã chạy qua đi bên đi bông. Hai biến nữa rồi thì có đâu nữa. Tôi lại lại. Mập không? Như con gà. Rồi, con này nó phải là dao đồng trong tâm không? Bốn làng đấy em ạ. Trời. Kiểu đi máy khỏe lắm đấy. Đàn ăn như này mà con quá mập bên em ạ. Thank you.
viên đạn giữa đuôi. Có bạn nhớ nó. Quá đã. Trời tự gió. Trời ơi. Đó đây là ngay cổ rồi. Chân mình đang đau cho nên nó không ra đường giúp mình nhé nè. Không lâu. Siêu phẩm. Siêu phẩm để tư nả con gà nhé nè. Đấy. Anh em nào có nhu cầu muốn nả thì muốn đi liên hệ mình nhá. Hàng nả loại 1 nhé nè, rất là đẹp. Cầm bao giờ có cảm giác đau tay nè bạn. Đấy, trúng chỗ nào mà nó rơi từ gió luôn mày. Cổ không? Cái cổ nhé nè. Trời ơi. Rơi từ gió. Anh em đừng tiếc một like một subscribe ủng hộ mình nha. Anh em đừng tiếc nhá. Mình sẽ cố gắng cống hiến những phần đẹp gửi đến anh em. Quá tuyệt vời. Ui. Chết kì, một viên rồi. Chết kì, một viên rồi. Bay. Đâu rồi? Bị bay rồi. Chân chân lại đi, chân lại cái này. Muốn đấy không? Ờ. Có kéo 5 mét rưỡi rồi. Ở đây này, đây này. Đây đây đây. Kéo lên móc, kéo lên móc. Ông một rồi. Chung mướn rồi. Cho chung mướn rồi. Chung mướn à? Ờ. Bay hết rồi, đó, bay hết rồi. Bay hết rồi, bay hết rồi. Đó. Bay hết rồi. Ngại sẽ cảnh nơi chỗ nữa. Bay lại chứ đó. Có trọng nha nam. Thun Super Hunter đang được cống tải đấy nam ạ. Tạm tắt máy quay này nha nam. Cống đi lượm co đấy nhá. Hôm nay hai anh em mình đi một cục bín thôi nam ạ. Tranh thủ đi 30 tỷ về làm ẩm thực. Thank you.
chị nữa nha. Chất lượng rồi. Hiện tại con nhái. Nước chấm hạt dồi đấy em ạ. Đấy, cực kỳ thơm, anh em ở miền Bắc thì chắc là biết đến món này rồi. Đây, dường Nhật nha em. Đấy, chủ mình con công. Đây, trời ơi là con cò anh em này. Thật sự là rất là béo anh em ạ. Đây. Ok. Dường Nhật bảo đảm ôi, dường Nhật dường ấy, chiến. Bắn chim thì được, con khui biến run tay ấy. Bằng chúng là đi săn về mệt mỏi bận rồi nhưng mà phần làm phải làm tí. Mời anh em nha. Mời anh em nha, thì con nha anh em. Mời anh em ăn cái quay nha. Mời cả nhà nha. Đúng không ạ? Thịt chạm ngon đúng không? Đây là chúng thì mình cũng quay video thì cũng dài rồi. Mình cũng quay đơn giản như này thôi. Cũng rất mong sự ủng hộ của anh em. Đấy, nói chung là sự ủng hộ của anh em là tinh thần và động lực để mình mà nỗ lực hơn nữa anh em ạ.